Một buổi chiều đẹp trời khi ghé thăm nhà bạn, anh khách đã vô tình khám phá ra một thế giới âm nhạc hoàn hảo đầy cuốn hút trên cây piano B25 màu đỏ, đã khiến anh thật sự say nắng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của nó. Chỉ với đôi lời chia sẻ ấy thôi mà vị khách ấy đã đến ngay showroom Điện Biên Phủ và quyết định đầu tư ngay một cây đàn Custman B25 màu xanh dương sẽ được giao hàng trong ngày hôm nay về quận 2 để quý khách hàng có thể trải nghiệm thực tế nhất chất lượng của đàn. Nhân viên đã tiến hành mở hộp và thử toàn bộ các nút chức năng, sau đó sẽ đóng gói cẩn thận trước khi bàn giao. Sở hữu B25 ngoài màu sắc đẹp, âm thanh hay thì bạn đừng bỏ lỡ thông số kỹ thuật đầy ấn tượng trên đàn B25 với màn hình chén gương cùng dải đèn LED ấn tượng 88 phím đàn với 4 cấp độ cảm ứng lực nhấn mô tả chân thực cảm giác chơi piano cơ. Bộ đôi loa 15W đem đến âm thanh sắc nét với 6 phiên bản màu đầy ấn tượng trên B25 cũng chính là lý do mà anh em không thể bỏ lỡ, với chip Sam 5704 đến từ Pháp mang đến khả năng xử lý ấn tượng cho đàn cùng 162 polyphony, 128 âm sắc và 58 bài hát nhiều thể loại. Bên cạnh đó là những chức năng quen thuộc dành cho người chơi như reverb, transpo, metronome. Đặc biệt nhất trên B25 là tính năng kết nối Bluetooth MIDI giúp người chơi học nhạc dễ dàng qua các app học nhạc trên các thiết bị thông minh, và Bluetooth audio sẽ phát nhạc trực tiếp qua loa đàn. Cùng với tính năng percussion, piano sẽ trở thành một bộ room với nhiều âm thanh của các loại nhạc cụ gõ. Chính sách bảo hành hấp dẫn dành cho khách hàng khi mua B25 tại Minh Phụ Music, bạn sẽ được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí. Buổi giao đàn Custman B25 hôm nay đã hoàn tất. Minh Phụ Music kết nối đam mê, mang cả thế giới âm nhạc sống động đến với bạn. Chỉ với một click trên fanpage, YouTube, website, âm thanh tuyệt vời từ những loại nhạc cụ hàng đầu sẽ đến ngay trước cửa nhà bạn. Gọi ngay 0919768606 để được tư vấn miễn phí. Xin chào và hẹn gặp lại.